em việt chào quý vị và các bạn thân mến nha em việt à, xả một số lo cho vì bạn à, giá cực kỳ tốt luôn thì quý vị và bạn xem kỹ video nha vì đây là hàng cũ đã qua sử dụng nhiều năm và có những món đã sản xuất cách đây mấy chục năm rồi thì à, quý vị xem video kỹ em việc cam kết đúng như video mô tả và à, giá thì em việt báo trực tiếp ở trên video này luôn bạn nào thấy mua được món nào thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721519. Thì mua hàng có hai phương thức, một là chuyển khoản đủ giá tốt, còn hai là đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng đánh tốn tiền thì giá nó cao hơn một tí. Và giá trong video này là giá không mặc cả giá nha. Rồi em việc chia sẻ cho quý vị một bạn đầu tiên là hai cặp uh, lo Mỹ có luôn cả cái uh, cái lưới uh, bắt cá mặt luôn ha. Rồi đây với đây là một cặp và bên đây với bên đây là một cặp cái uh, lo này uh, cái đường kính của nó đó thì được 26 mươi màn giấy uh, gân là gân vải ship đó. Và tuy nhiên cái lo này cái màn giấy của nó không đều màu tí với không, bạn nói chung là bốn cái này nó hơi lệch lệch nhau thì tiền nào của nấy thôi giá nó uh, uh, tốt rồi mình có bốn cái uh, bốn cái miếng lưới như thế này luôn để quý vị và bạn về ụp vô ha rất là ngầu luôn và ốc thì mình không có ha mình có bốn cái bát để bắt như thế này đó bắt bốn nhận này thì mỗi một cái bát là, là, là mỗi một cái lo là nó bốn cái bốn cái bát bốn lo này là 16 cái bát 26 lo mỹ và mình bao xin tuyệt đối cái con con này thì bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà cái từ của nó là 19 đó quý vị và bạn 119 trăm đây đây là dòng lo của hãng Electrovoi nặng lắm nha dà. một tay là đặt lại là đuối á đây là dòng lo của hãng Electrovoi cái dòng mà gã thùng à, quý vị và các bạn có thể lên google mình search cái lo model thùng lo này nó sẽ ra nha là Electrovoi MTL 4 thì à, nó sẽ ra cái à, mẫu lo này đó à. thì uh, em việc cam kết là hát tốt hàng zin uh, màn bát có lệch màu và củ lô bát á thì uh, cái này do mình để ngoài lâu quá rồi vì các bạn khi mà tháo thùng ra thì nó còn trắng tươi à để ngoài kéo tới kéo lui lăn lóc viết rồi nó chặt chóc cái nước xi si mà màu trắng trắng ở bên ngoài đó rồi giờ cái nó uh, uh, là thấy dạng như nó bị gỉ xét cái đó thì cái này á là cái uh, cái um, miếng kim loại ha đó. miếng sắt từ con này là đúng là đúng là 190 luôn á từ đúng 190 luôn và có bạn hỏi tại sao không có electrovo không có inuos a gì ở đây thì cái lo dòng lo này nó chỉ đóng ở trên cái thùng thùng thôi chứ trên củ lo thì nó không có đóng nha quý vị các bạn đó bạn nào lấy hết bốn cái này thì cực kỳ tốt luôn á rồi thì à, để mình lật cái à, cái mặt lại đừng cái nữa để cho việc bạn dễ lựa chọn ha Ây da. bạn nào chọn cặp nào thì có thể là chụp màn hình để gửi qua cho mình và mỗi một cặp thì nó đi theo một cặp lưới ha và những cái bát bắt luôn đó để bảo vệ cái da nặng quá rồi cặp thứ nhất là cặp bên đây bên tay phải nè là cặp này em việc bán 3 triệu 2 chuyện phản đủ mình bao ship bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì mình bán 4 triệu đồng đó còn cặp bên đây là mình bán cho vị và bạn là 3 triệu chuyện khoản đủ bao ship mình bao đâu quý vị và bạn không ai bán rẻ như mình đâu đây là dòng lo mỹ nồi của hãng Voi có luôn cả cái nắp này nồi cái nắp này không cái bán cái mấy trăm ngàn rồi nè quý vị và bạn đó đây lợi nha rất là đẹp luôn và tiếp bên trong này à, em việc có một đôi chép của cbl à, đôi này à, thuộc về dòng đắt tiền nhưng mà em việc bán ghẻ bởi vì nó chày nè quý vị của bạn chày sơn nè Đó. Ngoài cái chày sơn nó ra thì cái mặt này cũng tốt với các bạn Mặt phía trước còn rất là đẹp nha Mặt này còn rất là đẹp luôn Tuy nhiên ở đây nè Nó có chày Thì cái chỗ này nó chày là đương nhiên Bởi vì khi quý vị các bạn gỡ ba ba cái con bốn con ốc này ra nè Thì mình lấy cái này ra Lấy cái này ra mình sơn lại Hoặc là không thì tùy quý vị các bạn ha Mình gỡ cái này ra là mình lấy được uh, Nguyên cái dòng này ra Cái dòng này nó chủ yếu là để cho quý vị các bạn bắt vào thùng loa thường là cái thùng lo thường là cái chép này á nó bắt từ ở trong bắt ra thì à, cái ốc ở ngoài thùng lo đưa vô là bắt vào bốn lỗ này nè đó cho nên ở vị trí này nó sẽ tiếp xúc với cái à, ván của lo và cái chuyện mà nó chóc sơn là chuyện bình thường nha còn đây cái mặt này thì ok và cái đít ở phía dưới này thì à, chỉ có một bên là chóc một lỗ thôi đâu rồi không tiêu rồi đây thì nếu mà cặp này á theo uh, giá thị trường thì nó rơi đâu đó tầm khoảng 10 uh, 3 45 gì đó nhưng em việc bán thì uh, 11 triệu chuyển khoản đủ mình bao ship nha bao zin tuyệt đối bao thợ thầy kiểm tra rồi bạn nào muốn um, có gan thì mua cái con ra kiểm tra dễ lắm cái này mình chỉ cho mấy bạn kiểm tra luôn dễ cái dòng chép y chang vậy nha thì khi mấy bạn muốn kiểm tra cái lo này nó zin hay không á thì mấy bạn mở bốn móc này ra trước. Rồi, thì mấy bạn giật được cái 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 dòng này ra, giật được cái mặt này ra thì nó còn cái lưỡi trong này nè, như cái lưỡi búa gì đó. Rồi, muốn muốn kiểm tra nó zin hay không á thì mấy bạn cần làm một thao tác nữa, đó là mở cái, cái cái tem đích này ra. Thì có thể là mình lấy cái gì đó mình nại keo lên hay là mình đổ xăng làm gì đó để này được cái tem đít này lên thì ở dưới cái tem đít này nó có một con ốc nha mình vặn con ốc này ra thì mình lấy được cái cái lưỡi ở giữa này ra rồi sau đó mình sẽ lật ngược cái lo lại và ở hai bên này cũng như hai bên chỗ câu dây nè nó có hai cái mỏ hai cái mối hàng thì mình chấm hàng mà lấy cái đó ra mình sẽ giật được cái con lên để mình biết nó xin hay không đó Đây thì em việc chỉ cho quý vị bạn kiểm tra là như vậy nhưng mấy bạn kiểm tra xong có số bạn kiểm rồi gắn vô không được gắn vô cọ con hát không được rồi tiếp là một cặp siêu chép của này là của gì đây của natonan quý vị và các bạn siêu chép này thì còn hợp luôn cái siêu chép này rất là hiếm nha, cái này thì nó chỉ nghe cái tiếng là cao vút thôi Thì tùy vào cái um, cái phân tầng của quý vị và cũng tùy vào con tụ cản nữa Thường con này nó sẽ cản con tụ một chấm để lấy cái tiếng cao đó. Có nhiều bạn á, xài cái lo mà nó có cái siêu chép thì mấy bạn nói như sao không nghe được Thì đôi khi giờ do tai của mấy bạn chưa nghe tới Hoặc là um, dòng lo đó đó nó phát ra những cái âm thanh cực kỳ cao cho nên cái đôi tai thường thường của mình nó nghe không được quý vị các bạn có một số tần số mình nghe không tới nghe không nổi chứ không phải ai cũng nghe được đâu nha cái giấy gì, gì không biết nữa cũng còn hộp thì cái con này á nó là con uh, siêu chép nó chỉ lấy cái giải thiệt là cao thôi cái giải xịt xẹt xì xì của tiếng ca sĩ đó đó và cái đường kính vòng tròn của cụ từ này là 7,8 tức là từ này là từ Anico và chiều sâu con này là được 7 đó vị và các bạn rồi cái cái họng cội phía trước này thì được 5 đó con này thì vị một bạn lên Google với vị bạn search có mô đồ này thì nó sẽ cho quý vị một bạn cái thông tin về chất liệu làm cái con này vân vân thứ như thế nào đó hãng nó cho quý vị thông tin hết luôn đó. con này thì 16 ôm dòng này cực kỳ uh, hiếm ở thị trường mình luôn cầm nặng tay lắm nè quý vị bạn không cầm uh, nặng tay cặp này giá em việc chia sẻ cho quý vị hoặc bạn á, là năm triệu năm trăm nghìn đồng chuyện phản đủ mình bao ship tận nhà bao xin tuyệt đối hát tốt cái này đáng chơi nhé quý vị hoặc bạn năm triệu gửi là uh, cực kỳ rẻ đó rồi mình đậy lại những cái hàng còn hộp thì giá nó cũng hơi chát nhưng mà em việc đấu giá được cặp này khá là tốt rồi và bạn rồi cái mình có hai cái này mình bán rẻ cho vị luôn để nó lưu su bu quá vui quan tức là ở trong mình chật chội quá mình bán cho rồi để nó mệt quá bạn nào lấy xài được gì đó là xài đây cái uh, này là cái uh, gọi là adapter của hãng led đó vì bạn để em việc lấy một cái củ chép qua em việc bạn cho vì một bạn xem đó yeah. cái adapter của hãng led thì thì uh, cái adapter này á nó là bằng gan nó bằng gan, ha rất là dày và nặng luôn và ở bên đây nó sơn màu đen nào bên đây thì nó không sơn tuy nhiên nó là bằng gan hết và đường kính nó là 12,9 đường kính vòng tròn này nè quý bạn nối vô mấy cái khác rất là dễ dàng ha và cái lỗ lỗ vòng tròn này là 5 cm đó và cái adapter này nó sở hữu tới bốn cái lỗ để bắt chép thì đây em việc thử sử dụng một cái cụ chép của của cái chi bèo để mình bắt vô có dừa không ha thì theo mình biết là cái đa số cái đồ của mỹ này nè là mấy cụ nó gần như là nó giống nhau thì để mình vặn thử nó vào không nhưng mà cái này mà nếu mà mấy bạn mà vặn đồ đồ nhật á thì có thể là nó không vô bởi vì cái găng của mỹ là găng thưa ha cái 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 ống vật này găng thưa đó vào nhé quý vị các bạn vô ok thì nó cũng tùy đời chép nha thì mình đo cái đường kính này thì nó khoảng là ba phút ba phút ba phút ba ba tư gì đó cái đường kính hồng vặn này và quý vị lưu ý là nếu như mà mình đã là độ chế rồi thì găng vặn không vừa thì quý vị và các bạn vào những cái tiệm mà người ta tiện đó người ta sẽ làm găng lại cho quý vị và các bạn theo ý của quý vị nó rất là dễ thôi những cái tiệm tiện người ta làm được hết trơn nó dễ dàng quan trọng là mình có chịu đi làm hay không thôi nha rồi thì đây mình có hai cặp mình bán là giá cho quý vị một bạn là 800 ngàn một cặp chuyển khoản đủ mình bao ship cái này sự thật mình không cần sử dụng cho nên mình bán rẻ nha quý vị chứ quý vị thấy đi 800 ngàn khi mà quý vị cần thì không thể nào mua được 800 000 ngàn đâu. Đó bạn nào mà thấy mà mình thích chép hay mình thích đồ cổ đồ cũ gì đó mình sưu tầm để dành thì nên mua. Cái này không phải là dễ có đâu. Adapter của hãng LV Electrol, quý vị các bạn lên Google quý vị search cái từ từ adapter là của Electrol thì nó cũng sẽ ra adapter M4 này nè. Nó sẽ ra luôn. Đó. Rồi bạn nào cần thì cứ alo và chuyển khoản thì mình sẽ gửi ha rồi em việc có một cặp củ lo việc bán rẻ cho quý vị bạn nha thì cặp củ lo này á là cặp củ uh, 604 trừ 8 k 8 ohm in uh, usa và đặc biệt đây là dòng uh, studio monitor đó là dòng này là dòng kiểm âm thì từ của con này á, từ bát này nó khoảng 20 22 gì đó còn cái từ chép này thì mình cũng khó đo tại nó nhô lên thế này mình đo mình đo theo cái uh, kiểu uh, này đi. Thì cái từ chép này nó khoảng 10 10 13 14, 13 phát mấy á, cái đường kính vòng tròn nè. Ừ Thì con này uh, thông số sẵn nhà sản xuất á, uh, họ vẫn có uh, đưa ra để quý vị bạn xem thì quý vị cũng có thể lên Google mình xem thêm cái thông tin của nó và con 604 trừ à, 8 này ở đây mình bán cũng khá là nhiều và mẫu thùng nó cũng khá là dễ đóng đó quý vị các bạn à, không có khó đóng đâu mẫu thùng bự bự chút xíu là đóng được à rồi. rồi về phần à, kết cấu của con lo màng lo nhận lo gân lo thì xin hết ha mình không đụng chạm gì hết và đi theo thì nó có luôn cái bộ phân tầng kìa nằm bên trong thì chút xíu nữa mình sẽ quay cái bộ phân tầng ha rồi để mình à, lật ngược lại mình quay cái à, cái mặt lo con này nặng lắm nha cặp này thì theo mình đoán chắc nó một chiếc này nó nặng chắc khoảng 14 15 kg gì đó à chứ không, có nhẹ đâu nặng khiếp hồn đó. đây, trời ơi một tay là là không cầm không nổi đâu vì các bạn mình phải uh, lật nghiêng như thế này rồi mình mình dùng thế mình kéo nó xuống tay dùng một tay em bị cầm điện thoại quay rồi nên không cách nào mà lật được chứ cái cầu của con này á chiều cao là 11 nè ngang ngang là 17 rồi để việc đứng lên cho quý vị các bạn xem cái màn giấy nha màn giấy điều màu thì con này nếu mà cái cặp này á cặp bát không thì em việc thấy ở trên thị trường người ta bán đâu đó nó rơi vào khoảng năm mươi mấy triệu á đó. đó. rồi đi theo cái cặp bát này bát này là bát 40 nha và đi theo cặp bát này thì nó có cái phân tầng đầy đủ dây hết cho quý vị ha đây cái phân tầng này là phân tầng hai đường tiến của anh tới lên xin đó đây là cái sơ đồ của hãng họ vẽ gì đó thì mình không biết và nó có hai volume còn trong này thì linh kiện trong này mà là mình không có tháo ra hai volume này thì cái volume bự lắm nha volume của anh test thì đường kính nó cái dòng tròn của volume này nè là nó khoảng 7 đến 8 cm đó chứ không không có nhỏ đâu rồi cái kích thước của cái cái con này là 20 nè đó chiều cao thế này chiều ngang là 19 nè chiều cao này là 11 nè cái phân tầng này kích thước nó to lắm nha vì bạn dây đầy đủ hết rồi phân tầng này là đúng theo của nó luôn là 604 trừ 8 k đây nó có hai volume thì tại sao nó có hai volume để em chia sẻ cho vị và bạn để nghiên cứu luôn thì con này nó có khá là nhiều điểm hay đây thì cái volume này quý vị và các bạn quý vị thấy ở đây nó có một cái nút nhấn vô ha thì khi mà mình nhấn vô thì mình chỉnh ăn một cái volume ở trên này tức là cái volume dưới này họ không, không ăn ha. thì mà khi mà việc nghe thì việc thấy là chỉnh cái volume trên này mình nhấn vô mình chỉnh volume trên này á thì cả tiếng chung trầm trung trầm và cái tiếng uh, bát tiếng chép nó đều lên một một lượt đó. Còn cái volume ở dưới khi mà mình nhả nút này ra thì cái mình chỉnh cái volume dưới này thì mình chỉ nghe được cái tiếng chép lên thôi. Đó thì hãng họ ý họ làm cho quý vị một bạn là như vậy, bạn nào thích nghe chép thì lên chép không, còn bạn nào thích nghe thêm uh, ba giải luôn là bắt luôn chép thì lên nút này. Đó. Thì nguyên bộ như thế này nè là xin nguyên bản thì giá thị trường nó bán đâu đó là năm mươi mấy triệu đó quý vị và các bạn cứ lên google mình xem và em việc bán rẻ cho quý vị bởi vì là mình bán được cái vỏ thùng á giá khá là tốt thì cho nên còn lại cái cặp này thì mình bán cho quý vị và các bạn giá đúng 38 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà giá không mặc cả trả giá nha bạn nào trả giá thì khỏi alo chỉ mất công mất thời gian lắm người ta bán năm mươi mấy triệu mình bán 38 rẻ hơn mười mấy hai mươi triệu rồi đó, đừng trả giá chi A và tiếp em bị chia sẻ đó quý vị và các bạn à, một cặp à, anh thấy là xin nữa đó là cặp của hãng ô uh, đồ là 46 8 a của cặp này thì nó nằm trong cái thùng mà uh, anh tết a 7 của em việt chơi á thì em việt cũng đã bán nó rồi còn lại cặp bát đó thì cập à, cặp bát ế nói chung á à, có uh, hiện tại là những cái dòng đồ của anh Tết đó quý vị các bạn cái thùng rất là dễ bán luôn nè à. và cái cái phần tầng rồi đó chép rồi đó. nhưng cái bát đó thì bán hơi chậm cái thùng quý vị các bạn bán bán ba triệu là bình thường cái vỏ thùng cái bát đó, khó gặp người mua bát đẹp xuất sắc luôn bát 40 nha quý vị các bạn đây con lo xin nhận nhận lo xin màn gin gân xin mũi xin xin hết cho vị hoàng bao thợ thầy kiểm tra ừ. và quý vị lưu ý nè những cái mặt hàng của việc bán ra đó quý vị có đi cho thợ kiểm tra thì quý vị cứ đi nhưng phải đến những anh em thợ nào sửa lo người ta kiểm tra chứ đừng có đi kêu thợ sửa âm ly họ không có kiểm tra được mình không phải là mình nói là mấy anh thợ sửa ly không biết nhưng mà không có chuyên đó ảnh nhìn thì cái được cái không và nếu như mà có thợ nào mà người ta mà nói ở hàng của ông việc là không xịn không zin đó, thì em việc sẽ nhận lại nhưng với điều kiện là anh thợ đó à, phải cho em việc xin cái địa chỉ là thợ hành nghề ở đâu làm cái gì ở đường nào số điện thoại đó chứ để tránh cái trường hợp là quý vị về quý vị nghe rồi cái đầu một vài ngày quý vị bảo bạn không thích quý vị bảo bạn trả lại trong việc quý vị nói là thợ người ta kiểm tra là không xin thì trả lại thì nó cũng khó trong việc cái đó em việc đã bị gặp rồi luôn á, cho nên sau này nếu là thợ thì phải có địa chỉ, đó, có giấy phép đàng hoàng, đó, bản hiệu bằng bản tên đàng hoàng, đó thì em việc sẽ chấp nhận. Còn mà nói thợ mà là ông anh của tôi làm này nọ không có bằng hiệu không có giấy phép được, hay là này nọ thôi cái đó bỏ qua nha bữa hôm mình đã bị cái cú này một lần rồi về nghe mấy ngày chán cái đầu là đầu trả lại người nói thợ uh, kiểm tra không xin rồi mình hỏi mình nó giờ cho mình đối diện gặp anh thợ đó đi mở giờ điện thoại là uh, là là Zalo mở camera nếu như mà anh anh thợ nó không có địa chỉ thì mở Zalo cho mình mở camera lên cho mình để uh, mình nói chuyện với anh ấy đó thì không làm được với việc của bạn anh khách anh nói là anh thợ là uh, không chịu uh, anh chỉ nói vậy thôi chứ Nhưng mà anh đã nói gì đâu có chấp nhận được rồi cái cặp này 46- 8a giá được bán cho vị vợt bạn á hôm nay là giá rẻ luôn 16 triệu đồng chuyển khoảng đủ bao ship không mà cả giá giá còn bạn nào muốn đặt cọc thì 17 triệu đồng rồi tiếp mình có một cặp JBL D130 cặp này màn nó đẹp một tháng nha hết hồn từ Anico con 100 đẹp xuất sắc luôn chưa thấy cặp nào đẹp như cặp này giá mang đẹp lắm nha bát 40 con này không biết ở bển người ta có xài không mà sáu màn đẹp quá trời đẹp luôn màn đẹp mũi đẹp thường mấy cái mũi nhôm nữa rồi các bạn nha nếu mà người ta xài nhiều hay người ta bảo quản không kỹ là nó cũng dễ bị oxy quá nó sụp 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 con này cái màn đẹp cái bạn nào có điều kiện thì nên sưu tầm mấy con đẹp này nó thật quý vị của bạn đôi khi mua cả trăm cặp chưa gặp một cặp như thế này chưa gặp một cặp đẹp như thế này còn với cũ lo đồ này nọ nó chạy chút đỉnh thì cũng thông cảm với các bạn vì đây là hàng cũ đã qua sử dụng nhiều năm rồi thì nó chạy đồ này nọ vân vân các thứ thì cũng chịu thôi chứ giờ mà mình đòi hỏi cao quá thì cũng khó, khó về các bạn rồi cặp D130 hàng chuẩn zin xịn giá cặp này 13 triệu đồng chuyện phản đủ mình bao ship ha rồi mình có một cặp phân tầng của bill e 700 nằm bên trong nè bát 30 một bát một chung một chép dây cấm đầy đủ hết và có hai volume để tối ưu cho dạy chung và dạy chép 1 triệu 500 nghìn đồng chuyển khoản đủ mình bao ship rồi em vị xin kết thúc video tại đây nha hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau em vị xin chào